Mới đây, một đoạn clip đã ghi lại sự việc một người phụ nữ khi đang đi trên đường liền vội vàng thắng gấp và đụng vào một chiếc xe phía trước, khiến cộng đồng mạng khá bất bình. Đoạn clip kéo dài gần 1 phút từ camera hành trình của chiếc xe bị đâm ghi lại hình ảnh một người phụ nữ mặc áo khoác xanh đen đang lái xe. Đến đoạn gần đèn giao thông, chị bất ngờ nhoái đầu nhìn về phía sau khiến mất tập trung và thắng gấp, đâm sầm vào một chiếc xe đang đậu dừng đèn đỏ ở phía trước. Ngay lập tức, cô gái lùi xe lại, gật đầu bày tỏ sự xin lỗi. Khi được đăng tải, đoạn clip đã khiến cho các bạn trẻ khá bức xúc vì sự mất tập trung của cô gái khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, hành động cúi đầu xin lỗi của cô đã phần nào xoa dịu cộng đồng mạng. Khi tham gia giao thông thì phải nâng cao ý thức và quan sát thật kỹ nha các chị em ơi. Đừng như cô gái trong clip, không khéo thì sẽ bị gắn cho mình một cái tên là Ninja Lead đó nha.